tốt vô cùng, mở ra vô vàn nội dung hay. Bóng đá đỉnh cao, tennis hàng đầu thế giới, NBA siêu hạng, phim hot mỗi ngày. Bạn yêu Barcelona hay Real Madrid, AC Milan hay Inter Milan, Bayern Munich hay là Dortmund. Với những môn đệ của túc cầu giáo, yêu và đam mê luôn là không giới hạn, phải không các bạn? Chúng ta có thể ngồi hàng giờ để nói về những câu lạc bộ mà chúng ta yêu thích, nói về Messi, Neymar. Và nếu được xem trực tiếp các câu lạc bộ, các cầu thủ mà chúng ta yêu thích, những pha bóng ấn tượng mọi lúc, mọi nơi thì còn gì tuyệt vời hơn, phải không quý vị? Với App On, điều này thực sự là dễ dàng. Chỉ cần chạm trực tiếp App On, bạn sẽ được thưởng thức màn đối đầu hấp dẫn tại La Liga giữa Celta Vigo, Barcelona lúc 22 giờ 15 ngày 6 tháng 11 và trận Derby Madrid giữa gã khổng lồ Real Madrid và chàng tí hon Rayo Vallecano lúc 3 giờ ngày 7 tháng 11. Cứ chạm vào On là thấy Messi. Hiện nay khi nhắc đến Ligue 1, chúng ta sẽ phải nói về Paris Saint-Germain và Enfunga. Sau màn lội ngược dòng kịch tính trước nhà đương kim vô địch Lille ở vòng đấu trước, Messi cùng các đồng đội càng tự tin hơn trong màn bứt phá tại Ligue 1. Và đội chủ nhà Bordeaux chắc chắn sẽ phải làm mọi cách để ngăn Paris Saint-Germain có chiến thắng thứ 10 tại Ligue 1. Đó xem Bordeaux Paris Saint-Germain lúc 3 giờ ngày 7 tháng 11 trực tiếp trên On. Thế còn Serie A và Bundesliga sẽ mang đến cho chúng ta những gì trong tháng 11 này? Tại Serie A, hot nhất Derby Milan, AC Milan, Inter Milan, 2 giờ 45 ngày 8 tháng 11. Juventus Fiorentina, 0 giờ ngày 7 tháng 11, trực tiếp trên On. Bundesliga, Bayern Munich, Freiburg, đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ ba vào 21 giờ 30 ngày 6 tháng 11. RB Leipzig, Dortmund, 0 giờ 30 ngày 7 tháng 11, trực tiếp trên On. Thật tuyệt vời khi chạm vào On đúng không? Bên cạnh môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh là bóng đá, bạn sẽ được chứng kiến sự trở lại của Novak Djokovic cùng hàng loạt các tay vợt như Medvedev, Zverev, Tsitsipas tại ATP 1000, Rolex Paris Master được khởi tranh vào tuần đầu tháng 11. Các khán giả hâm mộ bóng rổ nhà nghề Mỹ chắc chắn không thể bỏ lỡ các cặp đấu đỉnh cao với những vận động viên triệu đô trực tiếp trên On với các trận siêu đấu NBA siêu hạng. On còn rất nhiều thú vị với kho phim đồ sộ nhé. Ai cũng có thể lựa chọn được phim hay để xem. Nhưng mình có gợi ý các phim hot dưới đây nhé. Beauty and the Beast, phiên bản Pháp, phim hay nhất năm 2014. Horizon Line, 20 giờ ngày 7 tháng 11 trên Box Movie One. Mặt trận 1 năm 1999, đỉnh cao của điện ảnh Hollywood, 20 giờ ngày 5 tháng 11. Chân Châu Cảng, 20 giờ ngày 1 tháng 11 và 7 tháng 11 trên kênh Box Hits từ App On. On với vô vàn lựa chọn mỗi ngày, hãy chạm để thưởng thức. Nếu bạn chưa có app, hãy làm theo hướng dẫn đơn giản dưới đây để xem gì cũng tiện. Đầu tiên, chúng ta hãy tải ngay app VTV Cap On về điện thoại, hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Để đăng ký thì chỉ cần 3 bước đơn giản. Bước đầu tiên, vào ứng dụng mà chúng ta đã tải về, nhập số điện thoại. Bước thứ hai, nhập mã OTP. Và bước thứ ba, tạo mật khẩu. Hiện tại trên App On, các bạn có thể xem miễn phí toàn bộ nội dung thể thao, kho VOD có sẵn trên các kênh của VTV Cup, cũng như nội dung độc quyền trên app mọi lúc mọi nơi. Chưa dừng lại ở đó, ứng dụng VTV Cup On còn cho phép chúng ta xem lại các chương trình, trận đấu trong và ngoài nước mà mình đã bỏ lỡ với 3 bước đơn giản. Bước đầu tiên, vào ứng dụng. Bước 2, chọn kênh truyền hình. Bước 3, chọn chương trình mà mình muốn xem lại.